0 giờ 30 phút ngày 18 tháng 4, fanpage Nhã Nam bất ngờ đăng tải bài viết của ông Nguyễn Nhật Anh, giám đốc công ty cổ phần văn hóa và truyền thông Nhã Nam, về thông tin ông có hành vi quấy rối nữ nhân viên trong công ty. Ông Nguyễn Nhật Anh viết: Tôi là Nguyễn Nhật Anh, giám đốc công ty cổ phần văn hóa và truyền thông Nhã Nam. Thời gian qua có nhiều tin đồn liên quan tới những gì đã xảy ra trong quá trình làm việc của tôi và một nữ nhân viên trong công ty, khiến tôi thấy đến lúc cần nói lên một số điều gửi tới những ai quan tâm tôi đã có một số hành động thể hiện sự quan tâm, quy mến đối với cô. Những hành động này không vượt quá các giới hạn đạo đức giữa con người với con người và nằm trong bối cảnh cụ thể. Nhưng điều tôi không lường được là vô tình gây bối rối, làm phiền và có thể gây tổn thương với cô ấy. Cho đến gần đây tôi mới được biết, tôi đã gửi lời xin lỗi chân thành tới cô ấy vào ngày 31 tháng 3 năm 2024. Hôm nay tôi cũng muốn xin lỗi đồng nghiệp, bạn bè, các đối tác thân thiết, các độc giả yêu sách Nhã Nam vì đã bị làm phiền bởi rất nhiều tin đồn sai lệch trên mạng về câu chuyện trên. Sau cùng, tôi vẫn tin vào sự tích cực của mọi điều đã xảy ra. Tôi coi đây là bài học để hoàn thiện mình. Dù được đăng tải vào thời điểm nửa đêm, nhưng bài xin lỗi đăng trên fanpage Nhã Nam lập tức thu hút sự quan tâm đặc biệt của người theo dõi. Đạt gần 6.000 lượt tương tác, 2.300 comment cùng hơn 1.000 lượt chia sẻ chỉ sau nửa tiếng. Cộng đồng mạng bày tỏ sự không hài lòng với động thái này của ông Nhật Anh, khi lên tiếng và đăng bài giải thích vào khung giờ khá muộn, lời xin lỗi cũng chưa rõ ràng. Phản ứng này khiến fanpage đã khóa chức năng comment bài viết. Thời gian qua, tin đồn ông Nguyễn Nhật Anh có hành vi quấy rối với một nhân viên nữ trong công ty được nhiều người lan truyền trên mạng xã hội. Ngày 15 tháng 4, tác giả Đặng Hoàng Giang thông báo dừng hợp tác với Nhã Nam sau 9 năm gắn bó khiến nhiều người cho rằng có liên quan tới sự việc này. Trên trang cá nhân Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang cho biết không chia sẻ lý do cụ thể của việc dừng hợp tác để đảm bảo tính chặt chẽ về pháp lý, khẳng định quyết định dừng hợp tác hoàn toàn không tới từ bất đồng nào liên quan tới tài chính hay chất lượng của việc sản xuất và phát hành sách. Bên dưới bài đăng của tiến sĩ Đặng Hoàng Giang, tài khoản Tích xanh Nhã Nam bình luận, Nhã Nam xác nhận việc dừng hợp tác với tác giả Đặng Hoàng Giang từ ngày 15 tháng 4 năm 2024. Trong khi có những quan điểm khác với anh Đặng Hoàng Giang về một số tình huống, chúng tôi tôn trọng quyết định này cảm ơn anh vì sự hợp tác và chúc anh thành công trong những dự án tiếp theo